Tô Groovy. Chú ơi, cái máy bơm này. À, các bạn có thấy con cá này to nhỉ? Ui các bạn ơi. Con cá này không có mắt à mì ạ? Có con. Nhưng mà sao cái mắt của nó? Đúng rồi. Các bạn ơi, thấy kia không? Giống con cá sấu không con? Giống như là cá sấu cái... Như là cá sấu. Ở trên là phía dưới con đang đi. Ơ nhìn này. Quay. Ôi. Ê. Mẹ ơi, cá trên máy ảnh nè. Mẹ ơi, cá nè. Lúc nãy con cá nó vừa ra lên nước. Ơ nhìn con cá trên máy quay nè. Ok. Các bạn là lúc nãy à con. Ok. Cá nè. Cái này là cái phi cá đẹp. Ui. Con cá này nó xấu. Các bạn ơi, tôi cắm một con phi kìa. Ui, cá xấu này. Ui, cá sấu nè. Ôi. Thấy chưa, cá sấu đây. Cá sấu đây. Chê cá. Cá sấu đây. Chắc giới thiệu các bạn đây là con cá gì. Bạn đâu biết đây là con cá gì. Đây là con cá vàng. Cá nha. Ok. Tiếp giới thiệu cho mẹ, mẹ Hà đang đi đâu đây? Đi thăm cá thì đang hai bố con đi xem thăm cá nha. Giờ đi đi xem cá to không đâu. Như này có to không? Không. Oh my god. Như kiểu quái vật luôn. Như là kiểu quái vật. Như kiểu quái vật này. Như kiểu quái vật. Ui, con này nó rất ngon thịt. Wow. Ui. Trời ơi. Ui chà chà. Con này này con to này. Con này con cá to, sinh vật to. Đây, rắn đỏ đây các bạn ơi. Các bạn có thấy rắn đỏ không? À, đây là rắn đỏ. Đây tắc kè nè. Ok. Đi các bạn ơi. Biết loài động vật này là động vật rắn này không? Rắn tắc kè. Tắc kè. Đấy, đây tắc kè nè. Ôi, con nó to quá. Đấy. Ôi, gớm quá. Ôi gớm quá là gớm. Con gì đây? Con gì bắt đem giới thiệu các bạn. Đây là con gì đây? Cái con máy con này con gì? Con này là con gì đây? Các bạn biết con này có gì không? Đây là con... con gì nhỉ? À nó có rắn này. Ôi con ruồn này. Con này dễ thương hơn. Con này dễ thương hơn này. Hai con nữa. Ôi con cá này. Nhiều rùa về. Ôi nhìn này nhiều cá không. Wow. Mẹ ơi. Ôi. Ôi kia. Ôi kia. Mẹ ơi mẹ. Đấy nhiều rùa đấy. Wow. Ui trời ơi. Ôi. Có ai to không? To thế. To thế. Ôi. Cái này còn chưa gặp con rắn này bao giờ đâu. Đâu ơi, đâu ơi. Mới xuống rồi. Đó, thử xong quay nha. Cẩn thận ngã lên cắn nha. Giới thiệu các bạn là đây là con cá này gì đây? Gai gốc không được nhất. Gai gốc. Đấy, gai gốc đây. Giới thiệu các bạn đây là con cá gì đây? Đây là con cá gì bố?
Không biết là cá gì luôn mà. Đây là cá vàng. Ui, cá gì đẹp thế. Đây là cá vàng. Chua chua này. Ui, cá gì đây. Wow. Ui, con cá gì đây. Đây. Ôi. Ui, mày tốt. Wow. Mày con. Ui. Các bạn ơi. Chưa thấy wow. Các bạn ơi. Ui, nhìn xa, nhìn kinh nhờ. Wow, good, nhiều cơ. Ui, các bạn ơi, nhìn ở chân. Quá trời. Ok. Ông có gì sẵn ở trên kia về. Cái này giống như mình nấu mình ăn mấy anh. Cái xương sống sẵn. Cái gì đây? Đi ra cho cái vòm nè, đấy. Ok. Cá đâu con? Cá ta mình quay rồi. Cá. Không, nó không chịu cá cơ. Con cá này. Ui, nó chờ cá. Cá con cá bập này. Ui, con báu rồi, tiếp rồi, con báu rồi. Khô báu của cấp biển đấy. Ôi, con thấy cấp biển ở cái tàu của cấp biển ở kia, rồi nó rơi xuống kia. Cho là cấp biển chết rồi, con ra kia. Ôi, khô báu thì nó, tao sao không lấy được khô báu đấy rồi. Ta đi tìm khô báu cấp biển. Nào,